1992年的一天，trong một lần đi tìm mua ba ba giống, ông Vương Căn Liên tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã phát hiện ra một giống ba ba kỳ lạ. Giống ba ba này được người dân địa phương gọi là ba ba đất hay ba ba bùn. Cơ quan nông nghiệp địa phương đã liên lạc với ông Vương và đề nghị dùng giống ba ba toàn thân màu đen này để lai tạo ra một giống ba ba mới. Yêu cầu trong việc lai tạo ra giống ba ba mới đó là màu da phải có màu đen, phần mu màu đen và phần bụng cũng màu đen. Sau khi cho nhân giống nhiều đời, cuối cùng đến lúc con ba ba ở đời thứ tư bắt đầu có màu sắc ổn định. Sau đó chúng tôi đã xin cấp giấy phép cho con giống mới này. Đây là khu vực nuôi ba ba đen của ông Vương Căn Liên. Toàn bộ ao nuôi đều ở ngoài tự nhiên. Ông Vương giới thiệu, ông căn cứ theo thói quen và tập tính của ba ba đen sinh sống ngoài tự nhiên để xây dựng ao nuôi này. Lúc nào thì ba ba đen phát dục, lúc nào đẻ trứng, lúc nào ngủ đông, ông đều nắm rõ và đáp ứng những nhu cầu của chúng. Giống ba ba đen này rất nhút nhát, chỉ cần xung quanh có chút động tĩnh là chúng sẽ bỏ chạy. Chính vì vậy, khi xây dựng trang trại nuôi ba ba, ông Vương đã lựa chọn nơi yên tĩnh, ít tiếng ồn để ba ba có thể sống yên ổn. Những ao nuôi này đều có diện tích khoảng từ 8 đến 10 mẫu, xung quanh được xây bằng bê tông. Ao sâu khoảng từ 1,2 đến 1,5 mét. Đáy ao phủ một lớp bùn cát, độ dày của lớp bùn cát này khoảng từ 20 đến 30 cm. Lớp bùn cát này để ba ba có thể chui xuống ẩn náu vào mùa đông. Khi ba ba ở các giai đoạn khác nhau thì ao nuôi cũng vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, để phù hợp với thói quen và tập tính của ba ba, ông Vương đã cho thay đổi mực nước tùy vào độ tuổi của ba ba. Bên cạnh ao nuôi để vài máy cho ăn tự động. Nhìn những con ba ba này đang nghển cổ lên để phơi nắng. Ánh nắng mặt trời có thể tiêu diệt những loại vi khuẩn trên mai của ba ba, giúp chúng tăng nhiệt độ cơ thể. Nhờ đó, chúng sẽ tiêu hóa tốt hơn và từ đó, chúng cũng lớn nhanh hơn. Để đáp ứng nhu cầu phơi nắng của ba ba, trong mỗi ao nuôi, ông Vương đều cho xây dựng những bệ phơi nắng. Và trong một mẫu diện tích mặt nước, diện tích bệ phơi nắng không được nhỏ hơn 20 m². Vấn đề thông gió cũng phải tốt. Tháng 4 hàng năm là lúc ông Vương Căn Liên bắt tay chuẩn bị cho việc nuôi ba ba lứa mới. Ba ba được nuôi trong ao nước sâu khoảng 1,5 mét, mật độ nuôi khoảng 3 mét vuông, nuôi thả một con. Tỷ lệ con đực và con cái là khoảng 6 con cái, một con đực. Nghĩa là một con ba ba đen đực có thể đáp ứng đủ cho 6 con ba ba cái. Thức ăn cho ba ba đen là bột cá, bột làm từ nội tạng động vật và protein từ động vật chiếm khoảng 50%, tinh bột khoai tây chiếm 20%, bột làm từ đậu chiếm 20%, vỏ lúa mì 7%, dầu thực vật là 2%, còn lại 1% là các chất vi lượng và khoáng chất. Theo tỷ lệ này, phối trộn thức ăn là đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng cho ba ba đen. Thời gian mùa xuân và mùa thu, khi nhiệt độ khoảng từ 20 đến 23 độ C, thì ba ba đen sẽ ăn ít đi. Chính vì vậy, lúc này cần khống chế lượng thức ăn thả cho ba ba đen ăn. Hàng ngày cho ba ba ăn lúc từ 2 đến 3 giờ chiều. Lượng thức ăn cho ba ba chiếm khoảng 3% trọng lượng của con ba ba. Vào mùa hè, nhiệt độ nước vào khoảng 28 độ C. Đây là mức nhiệt độ mà ba ba thích nhất. Trong nhiệt độ này, ba ba sẽ lớn nhanh nhất. Vì vậy, cần phải điều chỉnh chế độ ăn cho ba ba. Sáng từ 8 đến 9 giờ, chiều từ 2 đến 3 giờ cho chúng ăn 2 lần một ngày. Lượng thức ăn chiếm 5% trọng lượng của con ba ba. Phương thức cho ăn này phù hợp với từng giai đoạn phát triển của con ba ba, đồng thời cũng sẽ giúp ba ba lớn nhanh và không gây lãng phí.